Quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kimoton. Và clip hôm nay thì bên mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ các bạn cái cách tách mát một cái bộ mâm lửa dành cho những cái chiếc xe số cần thiết phải lên những cái phần cục sạc để tăng công suất, để chúng ta có thể đi những cái phần bóng led này, bi led, hoặc là chúng ta có thể đi những cái phần trợ sáng nó sẽ cần nhiều điện hơn cái mức bình thường, thì chúng ta sẽ cần phải nâng cấp cái bộ sạc ở trên những cái chiếc xe phổ thông đó. Thì giới thiệu với các bạn thì ở clip trước thì bên mình cũng đã chia sẻ và hướng dẫn các bạn cái cách bấm một cái bộ dây nguồn như ở đây mình đang cầm đó. Thì ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cái cách mà tách mát để lên một bộ sạc HCE hoặc là một bộ sạc X150 cho những cái chiếc xe Super Dream này, hoặc là những cái chiếc Wi-Fi vân vân. Thì cái cách làm này nó sẽ tương đối là giống nhau đối với lại nhiều dòng xe. Thì ở đây thì mình đang cầm ở trên tay nó là một cái cục sạc HCE, cục sạc HCE chính hãng. Cục sạc HCE này thì nó sẽ có cái phần rắc giống như thế này. Thì ở đây thì có nhiều anh em thích lựa chọn cái cục sạc HCE cũng như là cái cục sạc X150 như ở đây tay mình đang cầm đó. Thì ở hai cái cục sạc này, về cái phần công suất để đưa ra để đi nuôi các cái thiết bị sử dụng điện ở trên xe của chúng ta, nó là hoàn toàn như nhau. Và ở hai cái cục này thì cái cục HCE thì bên mình sẽ ưu tiên hơn, lý do nó khá là nhỏ nhẹ thì nó sẽ dễ lắp đặt hơn cái cục sạc X150 ở đây. Cái cục sạc X150 này về cái phần công suất cũng như là về phần rắc cốt đầu dây thì nó cũng tương tự như cái cục sạc HCE thôi, vì hai cái phần rắc này giống nhau. Và cái phần công suất của hai cái cục sạc này thì nó đưa ra cũng là giống nhau. Nhưng cái phần kích thước là cái cục sạc HCE này nó khá là nhỏ gọn, cho nên là mình có thể là lắp lên những cái chiếc xe số phổ thông thì nó khá là dễ, rất là đơn giản. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy hai cái cục này thì nó sẽ có hai cái phần kích thước nó khá là lệch nhau, một đằng là nhỏ, một đằng bên này thì to hơn. Nó to hơn như thế này thì chúng ta lắp lên như cái chiếc xe số phổ thông thì nó hay bị cấn, hay bị đụng chạm cái phần đồ nhựa. Cho nên là cái cục này thì bên mình sẽ không ưu tiên sử dụng, mặc dù là cái cục này nó có cái giá thành cao hơn hẳn so với cái cục sạc HCE ở đây. Và đại đa số các anh em độ đẽo đèn ở trên toàn quốc thì hay hướng cho anh em sử dụng những cái cục sạc HCE này về cái độ tin tưởng cũng như là độ bền, thì hai em này nó có cái độ bền là tương đương nhau. Mặc dù là em X150 này có cái giá thành cao hơn hẳn, và cái cục sạc HCE này thì mình chưa gặp một cái trường hợp là bị chết. Nhưng cái cục X150 này thì đã gặp vài lần là cái trường hợp cục sạc này chết rồi. Thì cái này thì nó cũng hên xui, mình không thể nói cái cục nào bền hơn cái cục nào. Và ở đây là nó có hai cái giá thành khác nhau khá là khập khiễng, thì anh em sẽ có cái sự cân nhắc và sự phù hợp khi mà anh em lựa chọn để đầu tư. Rồi, thì bây giờ là ở clip này thì mình sẽ ưu tiên cái cục sạc HCE ở đây, vì hai cục này cái cách cắm rắc nó sẽ là như nhau, các cái chân rắc này sẽ là như nhau. Thì mình sẽ lựa chọn con này cho nó nhỏ nhẹ, nó dễ lắp đặt lên xe. Và những cái bộ dây nguồn như thế này để dành cho những cái chiếc Super Dream thì bên mình đã bấm sẵn rồi. Ở clip trước thì bên mình cũng đã chia sẻ cái cách bấm một bộ dây nguồn như này rồi. Thì anh em nào muốn biết cái video đó thì có thể là search cái link ở bên trên góc màn hình thì mình sẽ để ở đó. Thì các bạn có thể kích vào đó để xem cái cách bấm full một bộ dây nguồn như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua một vòng cái bộ dây nguồn ở đây. Thì cái bộ dây nguồn này thì nguyên lý hoạt động của nó sẽ như sau. Thì ở đây nó sẽ có ba cái rắc thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái mâm lửa sau khi tách mát lên. Và ở đây nó sẽ có một cái rắc lẻ như thế này, thì nó sẽ cắm vào cái dây xanh sọc vàng từ trên khung xuống để nó vào cái con IC, nó là dây kích từ. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái rắc P6 khá là to ở đây. Thì cái rắc này nó sẽ cắm vào cái cục sạc HCE của chúng ta ở đây. Đó, cắm vào cục sạc HCE. Thì ở trên cái rắc ở đây thì mình có ghi chữ Dream, thì cái này nó là sản phẩm để dành cho xe Dream. Thì ở trên xe của chúng ta nó sẽ có một cái rắc ở cái cục sạc zin ở trên xe. Ví dụ như cái chiếc xe Dream thì nó sẽ cục sạc zin nó sẽ nằm ở cạnh bình ắc quy, thì nó sẽ có cái dây màu đỏ, dây màu vàng, dây màu trắng và dây màu xanh ở đây. Thì chúng ta sẽ rút cái cục sạc zin ra, sau đó là chúng ta sẽ cắm cái rắc P4 của cục sạc này vào cái vị trí này là xong. Và chúng ta cũng không quan tâm đến cái chuyện mà phải chuyển từ điện máy sang điện bình, vì là ở trên cái bộ dây này có phần rơ le ở đây, nó sẽ tự động chuyển từ điện máy qua điện bình cho chúng ta rồi. Thì cái bộ dây này chúng ta chỉ việc tách mát và chúng ta cắm vào hoàn toàn như zin, không cần phải cắt dây gì cả. Rồi tiếp theo là sau khi chúng ta cắm ở cái rắc chỗ cục sạc đây rồi, thì ở đây bên mình đã bấm sẵn cho các bạn là hai cái đầu cốt một đi một về. Thì chúng ta sẽ rút cái dây đen ở công tắc phanh chân, thì chúng ta sẽ rút cái dây đen nó ra và chúng ta sẽ cắm hai cái đầu rắc này vào, như vậy là xong rồi. Đó,
chúng ta chỉ cần cắm vài bước là chúng ta đã làm xong một bộ sạc để nâng cấp cái phần điện ở trên những cái chiếc xe Zim, xe Way đó, để chúng ta có thể đi những cái phần trợ sáng, đi những phần bóng LED hoặc là bi LED đó. Thì tương tự như thế đối với lại cái chiếc xe Way thì nó cũng như thế, đều giống nhau. Thì chúng ta sẽ có cái rắc để cắm vào cục sạc ở đây. Cái rắc này thì chúng ta sẽ cắm vào cái rắc của cục sạc Zim ở trên xe khi rút ra, dơ le tự động chuyển sang điện bình. Và cái dây từ dưới máy đi lên nó cũng chia đôi như thế này, và cũng là rắc 3. Em này thì nó sẽ khác một xíu, nó là cái dây để sang cái công tắc phanh chân thì nó sẽ dài hơn khá là nhiều đó, nó rất là dài thì nó mới đủ chiều dài để chúng ta có thể cắm trên xe đó. Tùy thuộc vào mỗi một loại xe thì bên mình sẽ có một cái cách bấm dây tính toán sao cho nó phù hợp với từng loại xe đó. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vào cái vấn đề nó là tách mát. Thì video tách mát này thì bên mình có khá nhiều những cái video mình làm cách đây khá là lâu rồi. Một năm cũng có, mà cách đây 2 năm gì đó thì bên mình cũng đã làm những cái video hướng dẫn cái cách tách mát này rồi. Nhưng có khá nhiều anh em vẫn yêu cầu mình làm một cái video tách mát và hướng dẫn kết nối với lại cái bộ sạc HCE ở đây. Thì chiều theo nguyện vọng của anh em thì hôm nay mình sẽ tách mát cho một cái bộ mâm lửa có cái mã là KRS này. Thì cái mã KRS này nó sẽ gắn vừa cho Way Alpha 100 hoặc là Super Dream 100 thì nó sẽ là giống nhau. Còn của những cái chiếc xe Way Alpha đời mới, ví dụ là Way Alpha 110 thì cái cách tách mát nó cũng tương tự như thế thôi. Nói chung là tất cả các cái dòng xe số thì cách tách mát nó sẽ là giống nhau. Rồi thì ở đây là mình sẽ khui cái bộ mâm lửa của cái chiếc Super Dream ở đây ra. Đó, thì cái bộ mâm lửa Super Dream thì nó sẽ là như thế này. Thì những cái chiếc xe Way kia thì nó cũng thế thôi. Nói chung là các xe dòng Honda thì nó sẽ tương tự giống nhau. Có xe thì có cái quận nổ ở đây, có xe thì không có, nhưng nguyên lý thì nó sẽ là giống nhau. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái rắc 3 P3 ở đây. Thì nó sẽ có một dây đen sọc đỏ, thì khi tách xong chúng ta vẫn phải cắm vào. Thì ở trên cái rắc P3 này nó sẽ có một cái dây xanh sọc vàng. Đó, cái dây xanh sọc vàng. Một cái dây vàng và một cái dây trắng. Thì tương tự như thế thì chúng ta sẽ có cái rắc này, thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ sử dụng là cái dây trắng và dây vàng này, thì nó sẽ vào cái bộ nguồn của cái dây sạc của mình ở đây. Còn lại một cái dây xanh sọc vàng ở đây thì chúng ta sẽ cắm vào cái rắc zin ở trên xe đưa xuống. Thế là xong. Nó cực kỳ là đơn giản. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào cái vấn đề là hướng dẫn các bạn tách mát của cái bộ mâm lửa ở đây. Thì mở đầu video thì nó khá là dài dòng, vấn đề là mình phải nói cho các bạn biết cái cách đi cái bộ dây. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tách mát cho cái bộ mâm lửa ở đây. Rồi thì bây giờ là bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tách mát một cái bộ mâm lửa dành cho những cái chiếc xe Way hoặc là những cái chiếc xe Zim. Thì nó sẽ là tương đối là giống nhau. Và ở đây thì chúng ta sẽ có khá nhiều các cái đầu cọc như thế này. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhận biết như thế nào là đầu quận và như thế nào là cuối quận, để chúng ta có thể là tách mát cho nó chuẩn và chính xác. Đó, thì hiện tại ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây nó có những cái cọc như thế này, đúng không ạ? Đó, có những cái cọc như thế này. Thì chúng ta sẽ loại bỏ những cái cọc như sau. Cái cọc dây đen sọc đỏ ở đây nó sẽ là cọc dành cho cái quận nổ ở đây, thì chúng ta sẽ không động đến. Rồi, và tiếp theo thì ở đây nó sẽ có một cái cọc như thế này. Và cái cọc này thì nó sẽ thông sang cái cọc bên này, thì nó để nó vào cái dây trắng. Đó. Ở đây nó sẽ có một cái cọc như thế này. Ở đây nó sẽ có một cái dây đồng nó chạy từ bên này ra đây, nó quấn vào đây và nó chạy ra đây. Đó, thì các bạn có thể nhìn rõ. Đây là cái đoạn tiếp nối giữa quận đèn và quận sạc. Thì cái cọc này chúng ta sẽ bỏ riêng ra. Vì là cái cọc này và cái cọc dây có cái dây vàng ở đây nó sẽ là chung nhau. Đó. Nó chỉ còn lại một cái cọc ở đây. Và cái cọc ở đây nó cực kỳ là dễ nhận biết, nó sẽ là cái cọc đầu quận. Và cái em dây trắng ở đây nó sẽ là cuối quận. Lý do tại sao chúng ta sẽ gọi nó là đầu quận, bởi vì là nó sẽ là tiếp mát tại đây. Thì các bạn có thể để ý cho mình là ở đây nó sẽ có một cái khuy tròn, đúng chưa ạ? Nó có một cái khuy tròn nó chạy ở đây. Thì khi chúng ta bắt ốc lên nó sẽ đè ở đây để nó tiếp mát ra cái phần lốc máy của chúng ta ở đây. Đó, thì ở đây nó sẽ là phần đầu quận. Thì nó sẽ quấn như thế này này. Đó, nó chạy sang cuốn bên này, nó quấn vòng nó xa đây. Đó, nó sẽ hàn vào đây và bắt đầu là nó lại quấn sang đây và nó sang bên này và cuối cùng nó ra đến bên này. Đó, thì nó sẽ vòng về đây. Nó vòng về đây thì nó sẽ hai cái chân này sẽ là một, thì chúng ta sẽ gọi đây là cuối quận và đây là đầu quận. Thì cái việc chúng ta cần làm bây giờ, chúng ta sẽ phải tách cái dây vàng này ra. Cái dây vàng này hiện giờ nó đang hàn vào cái cọc ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ tách cái dây vàng này ra, và cái dây đồng ở đây nó sẽ là cái dây đầu quận. Thì nó sẽ hàn nó dính vào mấy cái sắt bóng mát ở đây, thì chúng ta sẽ tách nó ra. Và sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dây vàng này hàn vào cái đầu dây đồng ở đây sau khi đã được tách. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đo cho các bạn coi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ dùng một cái đồng hồ và hai cái que đo ở đây. Thì vẫn là siêu phẩm Victor 890C+. Đó, thì khi chúng ta đo nó tiếp mát thì nó sẽ kêu đồng hồ. Đồng thời là ở đây nó sẽ có cái bóng nó sáng lên. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy cái bóng nó sáng. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ cho một điểm tiếp mát.
Và bây giờ là mình sẽ đo cái đầu quận. Đó, đồng hồ đã kêu và đèn đã sáng. Đúng không ạ? Rồi bây giờ là đầu dây vàng cũng sáng, đầu dây trắng cũng sáng. Rồi thì bây giờ để chúng ta tách nó ra, nó sẽ không còn kêu nữa, thì chúng ta sẽ phải tách cái đầu dây đồng ở đây ra. Đồng thời là chúng ta sẽ tách cái đầu dây vàng ở cái điểm này ra. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Và sau khi chúng ta tách nó ra rồi thì chúng ta đo nó sẽ không thông mát ở đây nữa, thì lúc này nó mới là thông mát. Rồi thì sau khi là mình đã tách ra, và bây giờ là mình sẽ thử cho các bạn coi là sau khi tách ra nó sẽ là như thế nào. Mình sẽ tiếp vào mát này. Trước khi thử thì mình sẽ thử đồng hồ. Đó, đồng hồ kêu và đèn sáng. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ thử hết các cái cọc này, đúng không ạ? Nó đều không kêu. Và cái chân cọc cũ lúc đầu nó vẫn kêu. Đây đây, cái dây đồng là mình đã tách ra đây rồi. Rồi, như vậy là đã tách mát xong. Và bây giờ là chúng ta sẽ phải nối cái dây đồng ở đây. Đó là cái dây đồng ở cái đoạn này. Đó, thì các bạn sẽ phải nối cái dây đồng này sang cái dây vàng ở đây. Thì cái dây vàng này lúc này nó sẽ là dây đầu quận, và ở đây sẽ là cái dây trắng là dây cuối quận, thì nó sẽ lên bằng cái dây trắng và dây vàng, thì nó sẽ là lên trên này các bạn nhé. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy dây trắng và dây vàng ở đây. Cái cách làm này cực kỳ là đơn giản. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ cần phải nối thêm một đoạn dây nữa để cho cái dây đầu dây ở đây nó sẽ ra được đến đây. Và chúng ta sẽ phải cạo cái lớp cách điện ở bên ngoài cái dây đồng này đi, và chúng ta sẽ dùng mỏ hàn để chúng ta dê thiếc vào. Tiếp theo là chúng ta sẽ nối một đoạn dây từ cái đầu mà chúng ta vừa mới hàn thiếp vào đây để đi sang cái đầu dây vàng ở đây. Các bạn lưu ý là cái mối hàn này thì các bạn phải hàn sao cho nó thật là ngấu, và cái mối hàn nó phải được to chắc thì nó mới tiếp điện tốt. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái đoạn ống nghe này vào, và chúng ta sẽ co nhiệt nó lại để cho nó cách điện, nó không bị dò điện ra ngoài. Xong và nối dây xong thì chúng ta sẽ được một cái dây, nó sẽ là như thế này. Thì ở đây nó là cái dây đồng chúng ta tách ra khỏi cái cọc ở đây, và chúng ta sẽ nối vào một cái đoạn dây. Thì sau khi nối xong chúng ta sẽ co nhiệt ở cái đoạn này để cách điện, và cái đầu dây đồng nó đang ở trên này chúng ta sẽ bẻ nó cong xuống dưới này và chạy đằng dưới lưng của cái quận này, và chúng ta sẽ hàn nó vào cái đầu dây vàng ở đây. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái đầu dây vàng. Cái đầu dây vàng đó thì nó sẽ nối lên trên đầu của cái rắc để lên trên cái phần khung xe của chúng ta ở đây. Rồi thì bây giờ là để kiểm tra cái công tác tách mát của chúng ta nó đã thành công hay chưa, thì bây giờ là mình sẽ thử lại một lần nữa. Thì các bạn có thể thử bằng cách là đo thông mạch như thế này. Hiện tại là đồng hồ của mình đang thông bình thường, đèn đang sáng, và bây giờ là mình sẽ chí vào mát và mình sẽ thử ở cái mát ở đây. Đó, đồng hồ đã kêu. Và bây giờ là chúng ta sẽ chí vào những cái cọc bất kỳ này, cái đồng hồ nó không kêu thì có nghĩa là chúng ta đã tách mát thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đo xem là cái dây vàng ở cái rắc này nó đã thông với cái dây trắng hay chưa. Cái mối hàn của chúng ta nó đã đảm bảo hay chưa, nó đã được tiếp xúc tiếp điện tốt hay chưa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đo từ cái dây trắng này sang cái dây vàng. Đó, đồng hồ đã báo là đã thông mạch rồi, mối hàn tốt. Như vậy là xong rồi. Cái cách mà chúng ta tách mát như này cực kỳ là đơn giản. Thì cái cách tách mát này nó sẽ áp dụng được cho các loại xe mà có cái bộ mát là cái bộ mâm lửa được trung mát như thế này. Thì dạng mâm lửa thì nó sẽ chia ra làm hai dạng chính. Thứ nhất là dạng phổ thông đơn giản, là loại sẽ là trung mát ở mâm lửa. Thứ hai là
không trung mát ở mâm lửa nhưng lại trung mát ở trên khung, trên bộ dây ở trên khung. Nó chính là những cái chiếc xe dòng Yamaha, ví dụ là những cái chiếc xe Sirius này, Jupiter này, X135, các đời X135. Cái phần mát ở dưới mâm lửa này nó sẽ không trung, nhưng nó lại trung ở trên bó dây ở trên xe, thì gọi là mâm lửa tách mát nhưng lại trung mát ở trên khung. Khi là tách mát xong thì công việc còn lại là chúng ta chỉ việc là cắm rắc như thế này thôi. Đó, cái việc còn lại là cái bộ dây cũng như là cái cục sạc ở đây nó sẽ lo hết rồi. Chúng ta chỉ cần mỗi cái việc là tách mát ở cái phần mâm lửa của chúng ta ở đây. Còn hoàn toàn cái công việc còn lại là cái cục sạc và cái bộ dây như bên mình đã hướng dẫn các bạn bấm đó, thì nó sẽ đảm nhiệm tất cả cái công việc là tăng cường cái dòng nạp cộng với lại cái việc là chuyển từ điện máy qua điện bình. Thì nhờ vào cái phần con dơ le đây, nó cực kỳ là hữu dụng. Thì chúng ta có thể đi những cái phần bi cầu, những phần bóng led, những cái phần trợ sáng khá là nặng điện, thì những cái bộ điện như này nó vẫn cứ đảm bảo cho chúng ta. Có thể là gắn một cái bóng led này, hai cái trợ sáng, hoặc là một cái đèn bi, ví dụ như bi Titan Black có công suất khoảng 50W, thì chúng ta có thể gắn thêm một cái trợ sáng nữa cũng khá là ok. Đó, thì sẽ bao cho anh em đi được bi cầu, bóng led và trợ sáng ok luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn anh em những video clip sau. Thì vừa rồi thì mình đã chia sẻ cái cách tách mát và cái cách kết nối của một cái bộ dây nguồn dành cho những chiếc xe Dream. Nếu như các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em để góc màn hình ấy, thì bên em sẽ ship cho các bác. Và cái video này thì cái sản phẩm, cái bộ mâm lửa ở đây thì là có một em, thì em mới đặt nguyên một bộ như thế này, thì bên em sẽ ship cho các bác, cho em đó. Thì tiện thì em làm một cái video chia sẻ với các bác. Thì những cái video mà hướng dẫn cái cách tách mát như này thì bên em đã chia sẻ có khá nhiều video rồi. Thì em sẽ để một cái link ở cuối cái video này, thì các bác có thể là tham khảo ở những cái video đó. Thì bên em cũng đã có những cái video hướng dẫn cái cách độ mâm lửa dành cho những cái chiếc xe như kiểu Dream Thái. Cái bộ mâm lửa nó quá yếu thì chúng ta cũng có thể là nâng cấp nó, vẫn giữ lại vô lăng zin, lốc máy zin, và chúng ta chỉ nâng cấp thêm quận thôi. Và có thể là phải gắn thêm những cái con IC chạy lửa bình để chúng ta nâng cấp cái bộ điện sao cho nó khỏe như những cái chiếc xe đời mới sau này. Ví dụ là những cái chiếc xe Dream của Việt Nam này thì nó sẽ dùng cái cuốn sao như thế này, thì nó sẽ khỏe hơn là những cái chiếc xe Dream Thái đầy đầu. Rồi, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại.